sẽ khám phá một sở hữu cực kỳ là kinh dị mang tên Zoonomaly. Đáng lẽ đây sẽ là những sở hữu rất là bình thường, nhưng bất ngờ sở thú này đã bị chiếm giữ bởi một thế giới khác mang tên là Boomerang. Nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi phải tìm cách có thể cứu được sở hữu này. Và nếu các bạn biết về sở hữu Zoonomaly này, cũng đừng quên là comment bên dưới để giải thích cho tôi những con vật người ngoài hành tinh trong sở hữu này đáng sợ như thế nào. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Các bạn cũng đừng quên video chỉ mang tính chất giải trí, tạo sự vui vẻ và giúp mọi người được xả stress sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Nhớ là đừng làm theo nha. Tôi biết rồi, tôi nghỉ chơi luôn đó. Và ai vô quý sát tất cả các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã về channel của tôi. Hiện tôi là WA và vẫn là Mi và mãi là Mi vì đây là kênh của Mi. Và thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi sở thú, và không phải là sở thú bình thường mà là một sở thú đã bị một quái vật người ngoài hành tinh đang phải nói là bắt giữ. Hình như là vậy đây. Ở trên đây nó có cái bảng nó đang ghi là nhiệm vụ ngày hôm nay của tôi là cái giường hú ơi này đã bị chiếm giữ từ những con quái vật người ngoài hành tinh mang tên là Boomerang. Nhiệm vụ của tôi là phải bật tất cả những cái máy phát điện ở trong sở thú này. Và khi mà mình chơi thì nếu mà một trong những người chơi mà giấu cái máy phát điện đi thì mình sẽ phải quay lại từ đầu. Phải vậy không nhờ? Không biết nữa, tại vì mình không dịch đúng đó mọi người. Rồi cuối cùng là nó sẽ cho mình một cái đèn pin. Ok, cảm ơn. Trời, tưởng cho gì quý giá lắm cho đèn pin ba. Rồi bắt đầu vô sở thú nào. Ok, vừa mới vô sở thú thì ở đây mình có một chiếc xe nè. Này con chiếc xe, từ từ bật đèn pin lên nha. Có cánh cửa nè, đi vô cánh cửa này hả. Sở thú này trông nó hơi ghê ghê quá ta. Đây có cái đèn pin mà sao cứ cái âm thanh gì nó cứ la làng. Ui, cái cục gì đây? Hình như là cái sở thú Zoonomaly này nó còn có cả một cái game thiệt ngoài đời luôn. Đó, cái game ngoài đời luôn. Nếu mà các bạn muốn tôi chơi, các bạn comment bên dưới nha. Đó, còn bây giờ là tôi chỉ chơi một phiên bản ở trong Roblox thôi nha mọi người. Rồi, trời ơi, cái mặt này là cái gì tôi không biết. Tại vì mình cũng chưa chơi qua bao giờ luôn á. Tại vì mình cũng không biết ở trên cái sở thú này có cái gì á mọi người. Ừ, tôi nè. Hello. Ồ, đây là cái gương nè mọi người. Sao mà cái mặt của tôi nó cứ bị di chuyển khỏi màn hình vậy ta. Rồi, qua tiếp cái cửa tiếp theo. Về ở bên cái cửa tiếp theo là cũng không có gì cả. Ok. Yes sir. Rồi mở cái cửa này ra. Ôi, sở hữu Zoonomaly. Đó, hello luôn. Khi bước vô đây thì hơi lạnh sống lưng nha mọi người. Hơi bị lạnh sống lưng luôn nha. Rồi bây giờ mới là vô sở hữu này. Hình như chỗ nãy là chỗ gửi xe gì á. Rồi bây giờ là, ủa cái này không vô được hả. Cái cửa to đùng luôn. Cái cửa đây là to chạp á, lửa luôn mấy bạn ơi. Rồi bây giờ là tôi sẽ đi phía bên đây nè. Ủa mấy cái cây này to thế. Sở thú mà đi vô không thấy con thú nào hết trơn vậy. Hay cứ thấy cái con nào nó hú hú nãy giờ luôn á, là thấy ớn lạnh rồi đó. Ở đây có cái gì không? Như bên đây không có cái gì hết trơn à. Từ từ để tôi đi qua bên đây thử coi. Đó, tôi đi theo số đông mấy bạn ơi. Ui, ở phía trước có cái con gì kìa. Từ từ để tôi lại xem thử coi. Đây rồi, bây giờ mới là tới sở thú này mấy bạn ơi. Ủa, có một bạn nào ngấm rồi. Oh my god. Ôi, con gì đây? Hình như cái này là con chó phải không nhỉ? Oh my god, nó ngược kéo bên kia. Ui, con này nó chạy rất nhanh luôn. Rồi xong luôn, tôi ngấm luôn rồi mấy bạn ơi. Tôi đã hiểu được rồi các bạn ơi. Mấy con đó mình không được đụng vô. Ui, sao cái cửa đóng lại rồi? Bạn ơi, mở cửa cho tôi. Ủa, kỳ vậy? Ủa là sao, sao cái cửa nó đóng lại rồi? À đây đây đây, cửa mở lên, cửa mở lên. Trời ơi là trời. Oh my god, yeah, mình không được đụng như mấy con quái vật đó mấy bạn ơi. Rồi, cửa mở ra là cái sở thú này đáng sợ thế nha. Nếu mà cái sở thú này có ngoài đời, tôi không dám đi luôn. Không biết là có bạn nào đi hay không luôn. Bên đây nó có cái con gì nè mấy bạn. À, đây là con khỉ mọi người ơi. Con khỉ nó xấu vậy. Ôi, oh my god, các bạn nhìn cái con khỉ kìa. Bây giờ là mình phải tìm cách để mình vô mình bấm cái máy phát điện này. Con khỉ nó nằm bên kia. Bây giờ khúc này mình đi được không? Ê, cái này mình đi được nè. Ê, không được, không được, không được, không được rồi. Không được, không qua được rồi các bạn ơi. Cái này là tôi chơi mẹo không được rồi. Đây, 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 đây. Bây giờ là mình phải đi bật từng cái máy phát điện lên nè. Lúc nãy là con khỉ, còn con này là con gì tôi không biết luôn. Bạn nào biết con này trong sở hữu Zoonomaly là con gì, các bạn comment phía dưới luôn nha. Ai mà trả lời đúng là tôi sẽ tiêm người bên các bạn đó luôn. Cái máy phát điện đang nằm tuốt mày ở trên cao nè. Trời, nhìn con này nó thấy ghê luôn á mấy bạn ơi. Rất là thấy ghê nha. Rồi con khỉ nằm bên đây nè. Nhờ bây giờ mình có chạy nhanh được không nhờ. À đây đây, mình chạy nhanh được, mình chạy nhanh được mấy bạn ơi. Rồi bây giờ phải làm lên bật cái máy phát điện nè. Ui, con khỉ nó nằm bên đây rồi, sao mà dám bật đây ta. Rồi bây giờ là mình sẽ chạy thiệt là nhanh để mình bật cái máy phát điện này nha. Rồi rồi, 1 2. Ê, nó quá tuổi nè, trời ơi. Tính chạy luôn á. Rồi qua đây đi, đây, chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Tôi sợ con đó mọi người ơi.
sao người ta mấy bạn này bên đây bu quanh chỗ này đông quá vậy? Bên cái này là con gì vậy ta? Từ từ để tôi qua xem thử cái này là cái con gì nha. Nhìn từ xa tôi thấy, ui mọi người nghe cái âm thanh gì không? Oh my god! Oh my god! Nó siêu to khổng lồ luôn nè mấy bạn ơi! Oh my god! Rồi tôi để tôi chạy qua đây nha. Ủa các bạn nhìn kìa, nó siêu to khổng lồ luôn. Cái này là cái con gì vậy ta? Rồi bây giờ là mình sẽ đi mình bật mấy cái này hả? Mấy cái này bật như thế nào vậy ta? Ui nó cứ đứng im vậy mấy bạn ơi. Ờ nó cứ đứng im vậy. Bây giờ mình qua mình bật cái máy phát điện đây nè. Đó. Rồi. Nhưng mà không, mình lại không biết cách để bật cái máy phát điện này như thế nào á mọi người. Ơ kìa, cái máy này bật như nào vậy? Không biết cách bật, không biết cách bật mấy bạn ơi. Con này nó siêu to khổng lồ luôn rồi mọi người ơi. Nhìn đáng sợ thực sự luôn rồi. Bạn ơi lên 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 lên. Để mình leo lên cái, mình leo lên rồi. Ở bên đây là mấy bạn này bật full hết máy phát điện chưa ta? Chả biết nữa. Bây giờ là để mình đi qua mình xem những cái con khác nha. Bên đây thì không có con nào nè. Ở bên đây là phải bật cái máy phát điện ở trên cao mọi người ơi. Đó. Bây giờ là mình phải tìm cách để mình chạy hiệt lẹ qua kia. Ok. Rồi chạy lẹ chạy lẹ. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. No. Rồi chạy được không ta? Chạy được không ta? Con khỉ. Ê tôi không biết bật cái cách bật máy phát điện mọi người ơi. Nhìn con khỉ thấy ghê thực sự luôn á. Ôi còn cái con này nữa. Mình lên đây đứng được không ta? Ui không vô được mọi người, phải đi vô bằng cái cửa trên đây mới vô được nè. Trời ơi, nó đứng ở ngay đây rồi sao mà dám đi vô giờ? Cái con này đứng ở đây mình không biết đi vô kiểu gì luôn á bạn ơi. Trời ơi là trời. Phải có người đứng canh chừng làm bòi nhử cho đó thì mình mới leo lên được nha các bạn. Ủa mấy bạn này đang đứng xem cái con này rồi. Không biết là sở thú này còn cái con gì nè, con nào khác nữa không ta? Đây rồi, cơ hội để mình cứ để đi bật cái máy phát điện nha mọi người. Được không ta, được không ta? Được, tôi làm được, ok. Cố lên, run. Ui cái con đó nó không nhìn mình luôn kìa mọi người ơi. Đó, 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 rồi cái con này không nhìn mình rồi. Rồi leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, được không? Ok, được, được, được. Ủa sao leo giữa chừng nó kì vậy? À, đây, đây, leo đây, leo đây, leo đây, coi. No. Ok, leo được không? Rồi leo được, leo được, leo được, leo được. Cái này mình phải làm sao đây? Cái máy phát điện này tôi không biết bật. Ok, cái máy phát điện này phải bật như nào đây ta? Ôi, không biết bật cái máy phát điện này mọi người ơi. Ờ, không biết bật cái này làm sao luôn. Gì kỳ vậy? Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Bây giờ phải tìm cách đi ra khỏi đây nè. Đi ra được không ta? Sợ là không đi ra được luôn á. Ôi, đứng đó làm sao mà tôi dám đi ra vậy ta? Ok, đi được nè, đi được nè. Đứng mấy bạn nó đứng canh bên đó rồi. Rồi, đi ra lẹ nè. Vô. Ok. Ôi, mấy bạn này đang đứng đây làm mọi nha. Ê, lắc vậy tự nhiên cái. Ê, tự nhiên cái lắc ngang luôn á. Ôi, đứng lại gần mấy bạn này cái tự nhiên cái tôi bị lắc ngang luôn mọi người. Ok ok thôi 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 đi đi. Tại vì mình cũng không biết bật cái máy phát điện nó lên như nào luôn á mấy bạn. Bên đây hình như là có cái đường đi nữa nè mọi người. Ơ. À, ủa. Ủa sao tôi vô cái sở hữu này tôi bị ao ra luôn rồi nè. Ok chưa. Ui ui. Ơi. Ơi. Ở đây nó bị gì nè mọi người ơi. Cái ngay chỗ đây nó bị gì nè. Ủa cái sở thú này đừng nói là có ma nha. Ở bên đây có một cái đường đi nè. Không biết ở đây là cái gì nữa nè. Để tôi đi thử nha. Để coi đó tôi sẽ khám phá thử trong cái sở thú Zunobali trong Roblox sẽ như thế nào. Ui phía trước có một cánh cửa. Rồi bây giờ là tôi sẽ đi qua thử cánh cửa này xem ở đây nó có cái gì. Bên đây cũng có một cái đường nè. Hình như ủa sao không có ai hết trơn vậy ta? Để mình đi thử bên đường để có cái gì không nha. Ôi đường nó rất dài. Cái đường đi nó cực kỳ là dài luôn nha mọi người. Kiểu này là tôi đi không biết khi nào mới tới luôn. À cái đường này nó sẽ ra cho mình ra cái khu rừng luôn. Rừng ngoài đây nó có cái gì không ta? Ê sao sợ nha mọi người. Oh my god, cái cây nó to quá. Rồi ở đây có gì không? Ôi ủa đường nào đường về? Oh my god. Thôi rồi các bạn ơi, tôi không biết cái đường về nằm ở đâu luôn. Ở đây ghê. Tôi đi về không biết ở đây. Trời ơi, tôi bị lạc rồi. Thôi rồi, bây giờ mình phải đi về nha các bạn. Bây giờ tôi phải đi về chứ cặp này là tôi bị đi lạc luôn rồi. Ê, giống như là cái chỗ cái rừng vô tận vậy mọi người, không biết được cái điểm ra nằm ở đâu luôn. Cái tiếng gì đấy? Đừng nói có con gì đây, nó ra nó hù tôi một cái là tôi xỉu cái đụng luôn á. Không sao. Ra. Chưa ok. Ủa gì kỳ vậy? À đây mình sẽ đi lên cái khúc này nè. Cái đường nó nằm ở đâu vậy ta? À như cái đường nằm ở đây nè mấy bạn ơi. Rồi đây tôi thấy cái đường rồi. Trời ơi, không dám đi vô đây luôn á. Không dám đi vô đây. Tại vì các bạn có thể sẽ có đường đi vô đó, nhưng các bạn sẽ không có đường ra nha. Một khi đã vô cái chỗ rừng đó là không có đường ra luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vô thử cái căn nhà siêu to khổng lồ này trong đây để coi cái nó có cái gì nha. Cái gì biết ở trong sở hữu Zunobali này. Rồi đây cũng có một bạn đi cùng với tôi luôn nè. Đó giờ để đi vô thử nè. Đây có mở vô cái cánh cửa màu đỏ này, nó có mở không? Nó mở không ta? Ây à! Oh my god! Ui, một con cá siêu to khổng lồ luôn mấy bạn ơi!
hủy quái trong sở hữu Zunobali này hay không nha. Phía đây thì nó toàn là rộng rinh nè. Ai có cái đường về đây nè, có cái đường về đây nè. Ui, nè mọi người thấy không? Đây là tôi tắt đèn cho mọi người xem nè. Ui, nó siêu to luôn. Ôi, đi lên cầu hang thử để mình xem thử gắm ghía cái con cá này nó như thế nào nha. Ui, cầu hang này hơi dài nha bạn. Trời ơi, tôi lên hơi bị dài luôn á, nhưng mà không sao. Gì để ngắm thử con cá đó để tôi coi thử nó như nào nha. Rồi, ok, gần tới rồi. Trời ơi, ai mà sợ độ cao mà đi cái này chắc xỉu luôn á. Rồi, ui, bên kia có một cái máy phát điện nè. Ui, con cá nó quay tới mình nè. Ui, nó tìm tới mình rồi mấy bạn ơi. Ui, bây giờ mình mà nhảy mình mà đi qua đó một cái là con cá nó sẽ biết mình phải không ta? Từ từ nha, nó đang đi theo mình, con cá này đang đi theo mình rồi các bạn ơi. Rồi, ok. Ở trong đây hình như có mỗi một mình tôi à, không có ai luôn á. Thiệt luôn, không có ai luôn á mọi người. Bây giờ mình nhảy xuống mình có bị nó đớp không ta? Tôi sợ bị nó đớp quá à. Rồi. Ai? Oh my god! Tôi gớt luôn rồi mọi người ơi. Ôi trời, giờ sao lên? Ui ơi, mình gớt xuống cái hồ con cá ở trong bê sở hữu luôn rồi. Có làm gì mà đâu, nó to quá. Hay video mới nhất ngày mai luôn nha. Bye bye.